hầm dưới bếp rồi. Bao xịn, bao xịn bao xài, lột vỏ chai bét đang lên cho khách nha các bạn. Lên cho khách, lên cho khách lột. Bánh ở trên TV nè, còn ở dưới này á nó có ba cái cọng dây bắt vô cái
dây mát đây nè, đây là có cọng dây mát đây nè, thấy không? Nó nằm bắt dưới à, ba cái cọng dây nguồn á là bắt bắt vô trên cái máy quạt, máy quạt nằm trên. Ở dưới này có hai cái đồng hồ, ở dưới của cái đồng hồ này nữa nè, dưới này nè còn có ba cái cọng dây bắt vô cái lấy ráng nghe, nhớ chưa? Dưới này nè, ba cọng ráng và có một cái cọng máy quạt nghe, có sợi dây máy quạt dây mát đó nè, đó dây mát đấu vô luôn nè, cái dây mà nhỏ nhỏ có một sợi đó là dây mát nha. Tắng trên một giờ các bạn. Bằng máy rách, bồn tròn, ép, máy tải, cái lò phun mặt.